Rồi, chào cả nhà nha. Chào cả nhà đến với video tiếp theo của Phương đây. Hôm nay xưởng của Phương xúc men rồi nha cả nhà nha. Đấy, rất là nhiều nha cả nhà nha. Ai đặt hàng cứ liên hệ tới số 0374740446 hoặc là cái số đó kết bạn Zalo với Phương nha. Ở bên xưởng Phương xúc rất là nhiều nha cả nhà nha. Đó, cả nhà cứ nhìn xưởng của Phương như thế là cả nhà biết bên Phương uy tín cỡ nào rồi. Ai lấy xì lấy lẻ thì cứ alo trực tiếp cho Phương nha. Đó, Phương sẽ nhận giao hàng toàn quốc luôn nha cả nhà nha. Đó, làm ăn uy tín. Xin lỗi, làm ăn uy tín nha. Đó, rất mèo rất là nhiều với cả nhà. Nhà đâu? Cả nhà cứ yên tâm về cái độ uy tín bên Phương nha. Đó, cả nhà. Mỗi lần Phương xuất như vậy đó cả nhà, xuất mèo nhiều cỡ này đó cả nhà. Đó, xe đang bốc nha cả nhà nha. Đó, ai sỉ lẻ thì cứ alo trực tiếp cho Phương nha. Sỉ Phương cũng bán, lẻ Phương cũng bán nha cả nhà nha. Phương bán tất cả luôn nha cả nhà. Phương ship hàng toàn quốc luôn. Gửi hàng toàn quốc cho cả nhà luôn nha. Đó. Xúc một lần là sạch kho luôn nha cả nhà. Đấy cả nhà thấy chưa? Đây, rồi nấm bên Phương nha cả nhà nha. Mèo bên Phương tự sản xuất. Và đây là từ bên Phương làm nấm bên Phương luôn nha cả nhà nha. Đây, ai muốn làm được nấm như thế này thì cứ alo trực tiếp cho Phương. Ở Phương cung cấp mail nè, bộ dụng cụ làm cho nấm rơm nè, bộ dụng cụ cho nấm rơm, dinh dưỡng cho nấm rơm. Đó, tư vấn kỹ thuật từ A tới Z luôn. Đấy cả nhà. Trái rất là to nha cả nhà nha, lâu bung dù. Trái rất là sai luôn nha. Đó, nha thấy chưa? Cả nhà cứ uy tín bên Phương nha. Cứ chặt trao chọn niềm tin cho bên Phương và bên Phương sẽ không làm cho cả nhà thất vọng đâu. Đó, mèo đặc chuẩn nấm rơm nha. Rồi, Phương kết thúc video đây nha. Phương chào cả nhà nha. Chúc cả nhà mình thật là nhiều sức khỏe.